Ukraine mất Makeka, một trong những thành trì cuối cùng ở Lugan. Nga không kích Kiev bằng UAV, toàn bộ đông Ukraine đặt trong tình trạng báo động. Nga chặn 6 cuộc tấn công của Ukraine vào khu vực Kursk. Một số khu vực Nga chìm trong biển lửa khi máy bay không người lái Ukraine tấn công. Tiết lộ số phận tài sản của giới đầu sỏ Ukraine ở vùng Kherson sau chảo lửa Rabotino và Adika, lữ đoàn anh cả đỏ Ukraine giờ ở đâu? Kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ sẽ quyết định cuộc xung đột Nga-Ukraine. Theo quân đội Nga, các đơn vị thuộc nhóm lực lượng phía Tây của Nga đã hoàn tất hoạt động dọn dẹp ở vùng ngoại ô phía Tây làng Makeka thuộc Cộng hòa Nhân dân Luhansk. Các trận chiến đã diễn ra với nhiều thành công khác nhau ở khu vực Makeka kể từ mùa thu năm 2022, sau khi lực lượng Nga ngăn chặn cuộc phản công của Ukraine theo hướng Krasny, Liman, Kupiansk. Nhờ một loạt các hoạt động tấn công thành công, quân đội Nga đang nhanh chóng lấy lại các vùng lãnh thổ đã mất từ hai năm trước. Cuộc tấn công mới của lực lượng Nga vào Makeka và các khu định cư gần đó đã bắt đầu từ vài tuần trước, vào đầu tháng 9 năm 2024. Nhờ các hoạt động thành công, quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát làng Neskoi vào ngày 21 tháng 9. Neskoi nằm ở phía nam Makeka. Cùng lúc đó, quân đội Nga tiến lên trên một mặt trận rộng lớn và giành quyền kiểm soát khu vực rộng hơn 17 km2 ở bờ đông sông Jadabes giữa Neskoi và Makeka. Kết quả là cuộc tấn công của Nga vào Makeka đã được tăng cường ở sườn phía nam. Một tuần trước, các đơn vị Nga đã mở rộng đáng kể vùng kiểm soát của họ trong làng và đẩy lùi lực lượng vũ trang Ukraine khỏi các cao điểm chiếm ưu thế gần đó. Các báo cáo đầu tiên từ mặt trận tuyên bố Nga đã kiểm soát vùng ngoại ô phía tây cuối cùng của Makeka vào ngày 25 tháng 9. Sau khi quân đội Nga hoàn tất các hoạt động dọn dẹp ở cả Neskoi và Makeka, họ tiếp tục tiến quân và mở rộng một chút vùng kiểm soát xung quanh các ngôi làng quân đội Nga đang tiến quân trên một mặt trận rộng, phá hủy các đầu cầu cuối cùng của Ukraine trên bờ đông sông Jarabes ở Lugansk. Việc phòng thủ của Ukraine trong khu vực này trở nên phức tạp do địa hình và nhu cầu phải chuyển quân qua sông dưới hỏa lực của Nga. Khu vực xung quanh và toàn bộ miền đông Ukraine đang được đặt trong tình trạng báo động không kích. Không quân Ukraine cảnh báo Nga sẽ tấn công vùng lãnh thổ này bằng UAV. Nga đã phát động đợt tấn công bằng thiết bị bay không người lái UAV vào Kiev lúc dạng sáng ngày 30 tháng 9, buộc các đơn vị phòng không Ukraine phải tham gia đẩy lùi cuộc không kích này. Các nhân chứng của Reuters đã nghe thấy một số tiếng nổ sau hệ thống phòng không hoạt động và nhìn thấy các vật thể bị đánh trúng trên không. Thủ đô Kiev, khu vực xung quanh và toàn bộ miền đông Ukraine đang được đặt trong tình trạng báo động không kích. Không quân Ukraine cảnh báo Nga sẽ tấn công vùng lãnh thổ này bằng UAV. Trước đó, dạng sáng ngày 29 tháng 9, Bộ Quốc phòng Nga thông báo 125 thiết bị bay không người lái có cánh phóng từ lãnh thổ Ukraine đã bị phá hủy trên bầu trời nước này. Theo bộ trên, số lượng nhiều UAV nhất bị bắn hạ là ở tỉnh Volgograd, 67 chiếc. Ngoài ra, các hệ thống phòng không đã phá hủy 17 UAV trên bầu trời tỉnh Belgorod, 17 chiếc ở tỉnh Voronezh, 18 chiếc ở tỉnh Rostov, một chiếc ở mỗi tỉnh Boryan, Kursk và Krasnodar và 3 chiếc trên biển Azov. Bình luận về vụ tấn công bằng UAV nhằm vào tỉnh Volgograd, thống đốc tỉnh này ông Andrei Bocharov cho biết, không ai thương vong do vụ tấn công. Ngoài ra, theo ông Bocharov, các công trình dân sự và quân sự đều không bị hư hại. Nga đã đẩy lùi 6 cuộc tấn công mới của Ukraine nhằm vào khu vực Kursk và kiểm soát được khu định cư Makika nằm ở khu vực Lugan. Bộ Quốc phòng Nga cho biết với sự hỗ trợ của máy bay và pháo binh, Quân đội Nga đã đẩy lùi nỗ lực xâm nhập khu vực của Ukraine gần làng Noviput, cách su ra khoảng 79 km về phía tây, điểm giao cắt chiến lược để xuất khẩu khí đốt tự nhiên của Nga sang châu Âu qua Ukraine. Có khoảng 50 quân nhân Ukraine đã thiệt mạng và bị thương trong nỗ lực xâm nhập Kursk mới nhất. Bộ Quốc phòng Nga cho hay một xe tăng và bốn xe bọc thép chiến đấu cũng như một chiếc ô tô của đối phương cũng đã bị phá hủy. Tổng thống Ukraine Zelensky thông tin thêm hồi đầu tháng 9, quân đội Ukraine kiểm soát 100 khu định cư ở vùng Kursk trên diện tích hơn 1.300 km vuông, tương đương với 500 dặm vuông. Tuy nhiên, nhiều nguồn tin của Nga đã phản bác con số này. Cùng ngày, lực lượng phòng không Nga cũng bắn hạ 125 máy bay không người lái của Ukraine trong đêm. Cùng thời điểm, một căn hộ dân cư khác bị tấn công ở thành phố Voronezh phía Tây lực lượng Ukraine bắt đầu tấn công xuyên biên giới vào Kursk ngày 6 tháng 8. Đây là cuộc tấn công lớn nhất vào lãnh thổ Nga được quốc tế công nhận kể từ khi chiến dịch quân sự đặc biệt bắt đầu. Cuộc tiến công nhanh chóng bị quân đội Nga chặn lại, nhưng giao tranh trong khu vực vẫn tiếp diễn và quân đội Ukraine vẫn nắm giữ một số khu vực định cư ở khu vực biên giới. Tổng thống Ukraine Zelensky ban đầu cho biết việc chiếm giữ lãnh thổ Nga là cần thiết để đe dọa công chúng Nga và để có được vị thế mạnh mẽ hơn trong các cuộc đàm phán hòa bình cuối cùng với Moscow. Thông điệp sau đó đã thay đổi khi Tổng thống Zelensky tuyên bố rằng mục đích cuộc xâm nhập là tạo ra vùng đệm bên trong lãnh thổ Nga và ngăn chặn Moscow ra lệnh tấn công vào tỉnh Sumy của Ukraine, giáp danh với Trong cuộc họp báo vào ngày 27 tháng 8, tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, Đại tướng Alexander Sisky cho biết, cuộc tấn công nhằm mục đích buộc Nga phải chuyển quân khỏi hai địa điểm then chốt dọc chiến tuyến ở Donbass. Tuy nhiên, ông Sitsky thừa nhận rằng Moscow đã nhìn thấu kế hoạch của Kiev và thay vào đó tăng cường nỗ lực ở những khu vực này. Thưa quý vị và các bạn, nhiều vụ hỏa hoạn đã bùng phát ở một số khu vực của Nga sau một loạt cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào đêm qua, dường như nhằm vào các căn cứ không quân và thị trấn quân sự. Bộ Quốc phòng Nga cho biết họ đã bắn hạ 125 máy bay không người lái của Ukraine ở một số khu vực trong đêm. Theo một tuyên bố trên Telegram, khoảng 67 UAV, loại máy bay của Ukraine đã bị chặn và phá hủy trên vùng Volgograd, 17 chiếc trên vùng Bengrod, 17 chiếc trên vùng Voronezh, 18 chiếc trên vùng Rostov, một chiếc trên vùng Bryansk và một chiếc trên vùng Kursk, một chiếc trên vùng Krasnodar Karai và 3 chiếc trên vùng biển Ajot. Tại khu vực Volgograd, ít nhất 3 vụ cháy đã được ghi nhận gần và xung quanh một kho đạn dược ở Kotluban. Trích dẫn hệ thống giám sát hỏa hoạn của NASA. Hiện vẫn chưa rõ cơ sở này có bị ảnh hưởng hay không, nhưng hệ thống giám sát hỏa hoạn cho thấy có một số vụ cháy đang xảy ra ở Koluban trong 24 giờ qua. Trước đó, Asia đã nhận được báo cáo từ người dân Volgograd cho biết đã xảy ra hỏa hoạn ở làng Sadi Pridonia, cách Koluban khoảng 30 km một số video được cho là ghi lại cảnh hỏa hoạn do cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ở Koloban gây ra đang lan truyền trực tuyến. Nhưng cảnh quay này thực chất là cảnh cháy năm 2021 do một vụ nổ container trên một con tàu ở cảng Zibel Ali, Dubai. Tờ báo Ukraine Shana cũng đã bác bỏ cảnh quay này. Thống đốc vùng Volgograd Andrei Ivanovich Bocharov cho biết, các đám cháy trong khu vực là đám cháy cỏ khô do mảnh vỡ rơi xuống đồng thời nói thêm rằng chúng đã nhanh chóng được dập tắt bởi các đơn vị cứu hỏa và không có thương vong hoặc thiệt hại nào cho các cơ sở dân sự hoặc quân sự. Người đứng đầu Koloban, Igor Davidenko cũng cho biết không có thương vong hay thiệt hại nào ở Sadi Pridonia. Tại khu vực Rostov, căn cứ không quân Milerovo đã bị tấn công. Theo báo cáo từ blog quân sự Gora, kênh này cho biết phân tích của họ cho thấy rằng khu vực liền kề sân bay đang bốc cháy. Thống đốc khu vực Rostov Vasily Golubev cho biết rằng không có thương vong hay thiệt hại nào trên thực địa tại khu vực của ông. Milirovo nằm cách biên giới Nga và Ukraine khoảng 20 dặm, được cho là đã bị máy bay không người lái của Ukraine tấn công vào hồi tháng 7. Khu vực này đã bị tấn công nhưng không gây ra thiệt hại đáng kể, theo lời của blogger quân sự Nga Riba vào thời điểm đó. Tại Karashduda Karai, có báo cáo về các vụ nổ ở thị trấn quân sự ven biển Jets, nơi có một sân bay của Hải quân Nga các nhóm Telegram địa phương cho biết. Thống đốc Vladimir Sando cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng tài sản của các nhà tài phiệt Ukraine ở vùng Kherson đã được chuyển giao cho cơ quan quản lý vận hành. Ông cho biết hiện nay, vùng có cơ chế công nhận tài sản bị bỏ hoang là vô chủ và chuyển giao cho cơ quan quản lý vận hành. Vùng Kherson nằm ở hạ lưu của Dnieper. Kherson trở thành một khu vực của Nga vào tháng 9 năm 2022 sau một cuộc trưng cầu dân Ý trong đó 87,05% người tham gia bỏ phiếu gia nhập Nga. Ukraine không công nhận tính hợp pháp của việc thể hiện ý chí này và tiếp tục bao vây lãnh thổ. Hiện quân đội Nga kiểm soát 75% khu vực Kherson. Lực lượng vũ trang Ukraine nắm giữ hữu ngạn sông Dnipro, bao gồm cả thành phố Kherson. Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga, trong số những đơn vị quân đội Ukraine đang chiến đấu ở tỉnh Sumy, giáp với khu vực biên giới Kursk của Nga, có lữ đoàn bộ binh cơ giới số 47 nắm đấm thép. Lữ đoàn 47 của quân đội Ukraine được mệnh danh là đơn vị ngôi sao hay là anh cả đỏ trên chiến trường. Sau khi xung đột Nga-Ukraine bùng nổ vào tháng 2 năm 2022, Kiev thành lập tiểu đoàn xung kích số 47 được trang bị nhiều vũ khí mới của NATO và được đặt tên là Magura, con gái của Perun, vị thần chiến tranh trong thần thoại Slav. Ba tháng sau, tiểu đoàn xung kích 47 được tổ chức lại thành trung đoàn xung kích 47. Chỉ huy đơn vị Trung tá Alexander Shuk, 28 tuổi, là trung đoàn trưởng trẻ nhất trong quân đội Ukraine. Vào tháng 10 năm 2022, trung đoàn 47 được tiếp tục mở rộng thành lữ đoàn bộ binh cơ giới số 47. Khi được thành lập lần đầu tiên vào năm 2022, đơn vị này có khoảng 400 binh sĩ. Nhưng đến tháng 1 năm 2023, tổng quân số đã lên tới 3.300 người. Lính của lữ đoàn đều lấy từ vùng Dnipro, Odessa, Lvov và các thành phố lớn khác nên trình độ văn hóa tổng thể tương đối cao. Điều đặc biệt làm nên tên tuổi của Lữ đoàn 47 là được Cố vấn quân sự phương Tây huấn luyện, trong đó các binh sĩ được huấn luyện cách sử dụng xe chiến đấu bộ binh M2A2 Bradley tại căn cứ quân đội Mỹ ở Grafenwood trên lãnh thổ nước Đức. Đây cũng là lữ đoàn đầu tiên được trang bị rất nhiều vũ khí hạng nặng của phương Tây. Ngoài xe chiến đấu bộ binh Bradley, họ còn được trang bị các phương tiện bọc thép hạng nặng như xe tăng Leopard 2A6, M1A1 Abrams, xe chiến đấu bộ binh IPR-765, BMR-2 và có biệt đội phối hợp toàn diện là phân đội UAV. Ngoài ra, nhiều hệ thống liên lạc vệ tinh Starlink, đơn vị luôn được truy cập Internet chiến thuật tốc độ cao. Nói tóm lại, đơn vị đã nhận được trang bị tốt nhất theo tiêu chuẩn NATO và có nhiệm vụ là lực lượng cơ động tấn công. Nhưng sau khi xung đột bắt đầu, cuộc chiến trên đường phố mà quân đội Ukraine đang tiến hành không phải là sở trường của họ. Khách quan mà nói, vũ khí trang bị có thể biến một đơn vị thông thường thành hiện đại nhất trong một thời gian ngắn. Nhưng vài tháng huấn luyện không thể thay đổi tư duy của các sĩ quan chỉ huy, đặc biệt là những người trẻ tuổi, vì về cơ bản họ chưa có kinh nghiệm chiến đấu, chưa thể tiếp thu tinh hoa chiến thuật NATO. Tuy nhiên, diễn biến của cuộc chiến Ukraine không cho phép NATO huấn luyện chuyên sâu cho đội ngũ sĩ quan. Khoảng 3 tháng sau khi thành lập, vào tháng 4 năm 2023, đơn vị tham gia trận chiến máy xay thịt 31 và thoát khỏi trận chiến thành công. Vào ngày 8 tháng 6 năm 2023, sau khi cuộc phản công mùa hè của quân đội Ukraine bắt đầu, lữ đoàn được triển khai đến mặt trận Japorichia và trở thành đơn vị đầu tiên đột phá qua cửa tử Robotino. Đơn vị được vinh dự cắm cờ ở ngôi làng chiến địa này. Nhưng chiến công thực chất là của lữ đoàn xung kích đường 082. Đơn vị này đang chiến đấu ở mặt trận Kursk. Sau khi lợi thế trong cuộc phản công mùa hè của AFU bị mất đi, những khuyết điểm về sự phối hợp kém hiệu quả và sự tập trung quân quá mức trong các cuộc phản công đã bộc lộ, khiến đơn vị bị tổn thất nặng nề khi đối mặt với phòng tuyến Surovikin mà Nga đã răng ra. Ngày 11 tháng 7 năm 2023, khi Tổng thống Zelensky thị sát chiến tuyến, Trung sĩ Marcus đã đích thân trình bày ý kiến với ông, cáo buộc cấp trên kém cỏi, ít quan tâm đến tinh thần của binh lính. Kết quả là ngày 16 tháng 9 năm 2023, Trung tá Shack chỉ huy đơn vị bị cách chức. Chỉ huy mới bổ nhiệm, Đại tá Alexander Pali, mặc dù nổi tiếng là người kiên quyết thực hiện mệnh lệnh cấp trên nhưng lại quá hiếu thắng. Do muốn đạt được thành công nhanh chóng và thậm chí ông còn ra lệnh đưa các tay súng bắn tỉa, lính pháo binh vào các trận tấn công mặt đất với tư cách là lính biệt kích, do đó đã gây náo động trong AFU. Để bổ sung tổn thất, một số tân binh, thậm chí cả nữ quân nhân đã được bổ sung vào lữ đoàn 47. Tuy nhiên, do kỹ năng chiến đấu và ý chí chiến đấu khá thấp của các tân binh, vào tháng 10 năm 2023, đơn vị rơi vào vòng vây hỏa lực của Nga và bị thiệt hại nặng. Tổn thất này còn lớn hơn cả 4 tháng đầu tiên kể từ cuộc phản công và sau đó được coi là bước ngoặt trong cuộc phản công 2003 của quân đội Ukraine. Cuộc phản công mùa hè của quân đội Ukraine đã đi đến hồi kết, trong khi cuộc tấn công quy mô lớn của quân đội Nga vào Adika đạt đến đỉnh điểm, nên sau khi rút được khỏi tiền tuyến Japorichia và nghỉ ngơi một thời gian ngắn ở hậu phương, lữ đoàn 47 lại có mặt ở tiền tuyến Adika. Vào ngày 17 tháng 2 năm 2024, tuyến phòng thủ của AFU ở Adika đã hoàn toàn sụp đổ. Sau đó, từ Adika đến Poros, lữ đoàn 47 liên tục rút lui đều đặn, Họ không chỉ bị đổ lỗi về việc mất những vị trí quan trọng ở thị trấn Ocharetin, mà chính nhờ chiếm được thị trấn này, quân đội Nga đã đạt được những chiến quả lớn ở phía tây Adika. Theo thông tin của Nga, kể từ khi lữ đoàn bộ binh cơ giới 47 được điều động về hướng Adika, cả ba tiểu đoàn bộ binh cơ giới của họ đều đã tham gia chiến đấu liên tục, do đó không có tiểu đoàn nào được nghỉ ngơi. Cũng theo một thống kê, trong 7 tháng chiến đấu ở mặt trận phía tây Adika, lữ đoàn 47 đã thiệt hại khoảng 11.000 binh sĩ. Nếu so với quân số khi mới thành lập chỉ khoảng 3.000 người, thì thương vong của đơn vị tương đương với việc toàn bộ lữ đoàn đã bị tiêu diệt 3 lần. Nguyên nhân chính dẫn đến thiệt hại to lớn này, ngoài chiến trường ác liệt, thì còn một lực lượng lớn lính nghĩa vụ mới chưa có kinh nghiệm chiến đấu, cộng với đơn vị luôn là lực lượng cơ động tiến công. Kiev đã và đang cố gắng duy trì sức mạnh của lữ đoàn 47, nhưng trên thực tế, hiệu quả chiến đấu của nó ngày càng giảm sút và thất bại trên mặt trận Adika-Poros là minh chứng. Ngoài ra, lữ đoàn còn mất ít nhất 14 xe tăng M1A2 Abrams. Và nên nhớ, quân đội Ukraine chỉ được trang bị tổng cộng 31 xe tăng loại này. Hơn nữa, số xe còn lại chủ yếu được đơn vị sử dụng để phòng thủ. Điều này hạn chế rất nhiều vai trò xung kích của xe tăng. Giờ đây, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Alexander Shishky một lần nữa điều lữ đoàn 47 tới chiến trường Kursk, nơi giao tranh ác liệt nhất. Rõ ràng, tướng Shishky và bộ tham mưu của ông có ý định tăng cường sức mạnh tấn công của AFU tránh bị đánh bại trên chiến trường Kursk nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong chuyến thăm Mỹ của Tổng thống Zelensky. Là ngôi sao nổi tiếng, được tổ chức biên chế và trang bị vũ khí NATO, nhiệm vụ của Lữ đoàn 47 ở mặt trận Kursk là tấn công Goroskovo trên lãnh thổ Nga nhằm cắt đứt đường rút lui của lực lượng phản công Nga trong khu vực do Ukraine chiếm giữ. Tuy nhiên, kể từ khi vị trí phòng thủ của Nga được hình thành, số phận đang chờ đợi lữ đoàn 47 có thể là một trận thua đậm. Trong khi lữ đoàn cơ giới 47 đang tấn công dũng mãnh vào Karushkovo, Tổng thống Zelensky tiến hành các hoạt động ngoại giao con thoi tại Mỹ trong mấy ngày qua, tích cực gặp gỡ nhiều nhân vật khác nhau nhằm tìm thêm nguồn viện trợ của phương Tây và giữ cho tuyến phòng thủ của quân đội Ukraine sụp đổ trước tháng 11 Ít nhất cho đến khi tình hình bầu cử ở Mỹ trở nên rõ ràng, thì cả lữ đoàn bộ binh cơ giới số 47 và lực lượng Kiev ở mặt trận Kursk chỉ có thể dựa vào sức mạnh nội tại của chính mình và trông chờ vào may mắn do Mỹ và phương Tây không thể làm dịu cơn khát gần kề của họ ngay trong lúc này. Có ý kiến cho rằng kết quả của cuộc xung đột Nga-Ukraine sẽ được quyết định bởi kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới. Đó là bình luận của cựu Thủ tướng Cộng hòa Séc Andrei Babis trong cuộc phỏng vấn với báo Financial Times ông đánh giá hiện nay ngay cả liên minh châu âu eu và các nước thành viên tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato cũng không thống nhất về chuyện nên tiếp tục làm gì ở ukraine ông đề xuất mục tiêu chính của châu âu nên là hòa bình nhưng chúng ta hãy đối diện với thực tế cuộc bầu cử ở mỹ sẽ quyết định cuộc chiến ở ukraine cựu lãnh đạo cộng hòa séc quốc gia thành viên nato nói ông babis cho rằng chiến thắng của ông donald trump sẽ tốt cho châu âu vì ông ấy đã hứa sẽ chấm dứt cuộc chiến này ngay lập tức những bình luận này được đưa ra trong bối cảnh đảng ano của ông babis thắng lớn trong cuộc bầu cử ở khu vực gần đây sự trở lại của ông babis có thể củng cố phe phi tự do ở trung âu do thủ tướng viktor orbán của hungary và thủ tướng robert fico ở slovakia dẫn đầu điều này dóng lên hồi chuông cảnh báo trong eu và nato về việc duy trì sự đoàn kết trong việc giúp ukraine chống lại nga đến nay không ai biết chắc chắn cuộc xung đột nga ukraine khi nào thì sẽ kết thúc mới đây nga đã thay đổi học thuyết hạt nhân trong đó Tổng thống Nga Putin tuyên bố Nga có thể sử dụng vũ khí hạt nhân nếu nước này bị tấn công bằng tên lửa thông thường. Quyết định thay đổi học thuyết hạt nhân chính thức của Nga được đưa ra trong bối cảnh diễn ra các cuộc thảo luận hiện nay tại Mỹ và Anh về việc có nên cho phép Ukraine phóng tên lửa thông thường của phương Tây vào lãnh thổ Nga hay không. Trong cuộc gặp Tổng thống Ukraine Zelensky ở New York vào hôm 27 tháng 9, ứng viên Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump cho biết ông có mối quan hệ rất tốt với cả các nhà lãnh đạo Ukraine và Tổng thống Nga Putin. Ông Trump nói ông có thể đưa ra giải pháp tốt cho cả hai bên để giải quyết xung đột Nga-Ukraine nếu ông đắc cử vào tháng 11 tới. Đến đây, thời lượng của bản tin cũng đã kết thúc. Mời quý vị ấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!